chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mới mỗi ngày các bạn nhé quý vị thân mến chủ đề tình yêu hôn nhân và gia đình luôn là chủ đề được cộng đồng quan tâm rất nhiều bởi thực tế có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa cảm động chạm đến hàng triệu trái tim và bên cạnh đó câu chuyện hài hước dở khóc dở cười và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện rất ý nghĩa trong chuyên mục câu chuyện cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng Tháng nào cũng đưa một nửa tiền lương cho vợ. Đến ngày em tôi cưới cô ấy lên trao phong bì mỏng như cánh ve, làm tôi muốn lót lá trả nghề về ngoại. Thú thật bây giờ tôi đang rất ức chế với vợ. Nói ra thì cô ấy bảo tôi nhỏ mọn hẹp hòi, nhưng mà không nói cũng được chị ơi. Tôi là nhân viên nhà nước, lương tháng không quá 9 triệu, trừ tiền ăn tiêu cá nhân, tôi đưa vợ 4 triệu xem như là tiền nuôi con, cô ấy không phải gánh vác. Vợ tôi thì làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn, ngoài công việc chính, cô ấy nhận làm thêm cho vài công ty vừa và nhỏ khác. Thu nhập một tháng không bao giờ dưới 20 triệu. Với số tiền ấy, vợ tôi phải biết, tự chi tiêu, còn tiền của chồng thì gửi tiết kiệm, đằng này được đồng nào cô ấy xài đồng ấy. Với một đứa con mà tháng nào vợ tôi cũng than thở về tiền học phí, quần áo, chi phí sinh hoạt, thấy nuôi con ở thành phố tốn kém, tôi đề nghị cho về quê thì cô ấy nhất quyết không chịu vì muốn ở gần con. Thật ra tôi cũng tính được tiền sinh hoạt hàng tháng của cả nhà, với một gia đình vẫn đang thuê trọ như chúng tôi, một tháng tiêu 20 triệu là quá thoải mái, vậy mà lúc nào vợ tôi cũng than thiếu tiền, đặc biệt là rất chia ly với nhà chồng. Nhà tôi thì không đông người, chỉ có hai anh em. Vì bố mẹ đã già nên tôi bàn bạc bà với vợ gửi cho ông bà mỗi tháng 2 triệu tiền phụng dưỡng. Vậy bà chỉ biết không, vợ tôi đòi bên nội có, bên ngoài cũng có, đã vậy còn phải bằng nhau. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này. Cuối cùng vợ tôi mới đồng ý gửi về cho bố mẹ chồng 2 triệu, còn nhà cô ấy chỉ gửi một triệu mỗi tháng thôi. Có lẽ sau chuyện ấy, vợ tôi vẫn còn khó khăn với nhà chồng. Mấy hôm trước em gái tôi tổ chức đám cưới, nhà có hai anh em nên tôi đã dặn vợ bỏ phong bì nhiều một chút để bên nhà chồng em gái tôn trọng gia đình mình. Tôi ngồi phía dưới, nhìn vợ cho em chồng, cái phong bì mỏng như cánh ve, bên trong chỉ có 5 triệu mà giận tím người. Sau hôm đó về, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn, tôi thấy vợ mình ích kỷ quá chị ạ, à. làm sao để cô ấy nhận sai và chấp nhận sống vì nhà chồng đây sau khi đọc xong những chia sẻ của bạn thì hướng dương đã dần hiểu ra vấn đề mà bạn đang mắc phải có lẽ chính bạn cũng biết rất rõ làm việc và sinh hoạt ở thành phố lớn là một thách thức đối với những gia đình trẻ thứ nhất các bạn chưa có chỗ ở ổn định thứ hai vấn đề kinh tế gia đình thường làm vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn theo mình, vợ bạn cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể chèo lái con thuyền của gia đình bạn. Điển hình như việc bạn có thể tự quyết số tiền mà mình đưa cho vợ, cô ấy cũng không đặt nặng vấn đề kiếm tiền lên đôi vai của bạn. Vì điều này, bạn cần cảm ơn vợ vì không phải người phụ nữ nào cũng làm được như thế. Mình hiểu tâm trạng của bạn, khi em ruột kết hôn chắc chắn bạn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất, tuy nhiên chúng ta cần nhìn vào thực tế bạn nên cho em món quà vật chất tương xứng với những gì mình có và hơn hết cuộc đời mình còn dài bạn sẽ còn nhiều lúc để giúp đỡ em gái mình trong chuyện này mình hy vọng bạn sẽ đặt mình vào vị trí của vợ cô ấy đã rất chăm chỉ kiếm tiền và cố gắng chi tiêu hợp lý bạn nên thông cảm và thấu hiểu vợ khi đã lập gia đình người phụ nữ luôn phun vén và chăm sóc tổ ấm của mình hãy đặt niềm tin vào vợ bạn nhé nhận được tin nhắn gửi nhầm của vợ gặp nhau ở khách sạn chồng liền học tốc tới bắt quả tang ngờ đâu kết quả lại ngoài sức tưởng tượng hôn nhân luôn cần sự mới mẻ bởi trải qua thời gian dù tình yêu của vợ chồng bạn có sâu đậm tới đâu cũng bị gánh nặng cuộc sống bao mòn các bà vợ cũng nên hiểu cho chồng mình một chút thay cho việc ngồi than phản chồng không ngọt ngào với mình như trước thì hãy tự mình làm mới cuộc hôn nhân Đừng đợi chồng lãng mạn mà vợ hãy lãng mạn để anh ấy cảm nhận thấy mà Theo. Đó là lời chia sẻ của Mai Hoa, một người phụ nữ tinh tế vừa thành công trong cuộc cách mạng cải tổ lại chồng. Hoa kể cô với Thanh là chồng của cô, cưới nhau tính nay cũng đã được gần 6 năm, tình cảm vợ chồng nói chung rất ổn, có điều dường như Thanh không bao giờ biết ghen, biết giữ vợ, thậm chí biết có người quan tâm tán tỉnh vợ mình, anh cũng mặc kệ. Nhiều khi Hoa hỏi thẳng rằng anh không lo mất vợ à? thì anh bảo vợ chồng phải tin nhau sao phải giữ nghe chồng nói thế hoa bảo cô cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn biết rằng vợ chồng là phải tin tưởng nhau nhưng cuộc sống hôn nhân cứ bình lặng quá nhiều khi cô cũng thấy nhàm chán thời gian gần đây thanh có công trình cách nhà gần 40 km nếu là ngày trước khoảng cách đấy sẽ không thấm vào đâu so với nỗi nhớ vợ nên xa thế chứ xa nữa thì ngày làm tối thanh sẽ phóng về với vợ còn giờ phần vì bận việc Vâng vì lười nên có khi cả tháng anh đảo qua nhà đôi ba lần. Còn lại anh chỉ nhắn tin gọi điện. Thi thoảng vợ có cầu nhau than vãn anh lại gắt âm. Um. Em phải thông cảm cho chồng chứ, công việc lại ngập đầu ngập cổ, sao về nhiều được. Khoa tâm sự, mỗi lần nghe chồng nói thế cũng buồn lắm. Cảm giác vợ chồng cứ mỗi lúc một xa. Nếu để tình trạng này kéo dài, cô sợ của hôn nhân của mình sớm muộn cũng sẽ nguội lạnh. Vậy là không ngồi đợi chồng, cô quyết định ra tay. Hôm cuối tuần ấy Thanh gọi về bảo vợ Nay anh bận việc không về được Để cuối tháng anh thu xếp về cả thể Cô kể rằng lúc đó giận chồng lắm Nhưng vẫn vui vẻ và vân Còn dặn chồng chịu khó ăn uống Giữ sức chứ không kiểu trách móc Giận dỗi như mọi khi Hai vợ chồng nói chuyện với nhau thêm vài phút Rồi chồng cô tắt máy Biết bệnh của chồng là vô tâm Nên Hoa quyết chí dạy cho anh một bài học Khoa nói mình biết chồng có thói quen tắm trước khi đi ngủ nên đợi khoảng nửa tiếng sau khi vợ chồng kết thúc điện thoại thì lập mưu đánh úp và đúng như dự tính của hoa gần nửa tiếng sau thanh đã lao đến địa chỉ mà cái tin nhắn cố tình đi lạc của cô gửi đến điện thoại của chồng nội dung tin nhắn hoa cố tình khiến chồng nghĩ rằng khi anh vắng nhà cô đã hẹn hò với người đàn ông khác thế nhưng lại gửi nhầm vào số máy chồng quả đúng là cơn ghen đẩy lên người vợ nghĩa là vợ phản bội lén lút hẹn người đàn ông khác đi khách sạn nên anh hấp tấp lao về trong khi chồng máu nóng dồn mặt thì hoa ở khách sạn nhấm nháp giúp trụ và nhúng nhảy theo nhạc chờ kịch hay nghe tiếng gõ cửa phòng hoa đã cất tiếng vào đi em để cửa đời anh mà hoa kể lại lúc đó mình cười tươi đói nhìn chồng sập bẫy còn anh ấy thì mặt đỏ gay dảo giác tìm kiếm thêm vào đó là cảnh phòng ngập hoa với nến tôi mặc chiếc váy ngủ gợi cảm hết cỡ nằm đợi sẵn trên giường anh ấy lao đến trợn mắt lên quát vợ cô giỏi nhỉ chồng đi làm ở nhà hẹn trai đi nhà nghỉ thằng đó đâu và dĩ nhiên là làm gì có thằng nào ngoài anh ấy và dĩ nhiên với cơn ghen lên tới đỉnh điểm thanh lùng sụt khắp nơi tìm tình địch còn hoa thì vẫn nằm trên giường cười chờ chồng tìm chán chê hoa mới lại bên chồng nũng nịu gã ấy đây này đừng tìm nữa là em vợ nhắn tin gửi nhầm cho anh để dụ anh về đó chứ làm gì có gã nào thanh thân mặt trong dây lát rồi mắng vợ em còn trẻ con lắm hay sao mà làm mấy trò này hại anh phi xe học tốc về hoa nghiêm mặt bảo cũng là tại anh nên em mới vậy thời gian này em thấy anh quá vô tâm hờ hững với vợ cả tháng không về nhà em sợ anh kiếm được em út nên chán vợ già này hơn nữa đây lại kỷ niệm sáu năm ngày cưới của mình em nhắc khéo cỡ nào anh cũng không về nên em mới buộc phải dở mẹo này thôi hoa kể nghe cô nói tới đây thanh mới nghệch mặt nhận ra sự vô tâm của mình xin lỗi vợ và rồi vợ chồng hoa đã có một đêm kỷ niệm ngày cưới mặn nồng đáng nhớ hoa bảo sau cái lần bảy chồng đó cô cũng nghiệm ra vợ chồng đôi khi ngoài chiếc giường trong phòng ngủ nhà ở cũng nên đổi gió để hâm nóng lại tình cảm như thế hôn nhân mới đỡ nhàm chán Sợ vợ bòn tiền cho nhà ngoại, Mỗi ngày chồng chỉ đưa đúng 100 000 tiền trợ và cái kế kết sốc sau 2 năm. Hai năm sau, một lần quân vô tình đọc được tin nhắn chuyển khoản đến máy vợ và phải choáng toàn tập với một loạt số 0. Kết hôn 2 năm nhưng Hòa vẫn chưa có ý định sinh con vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Nhớ lại thời điểm vừa cưới, Hòa xin vào công ty mới với mức lương chỉ 7 triệu một tháng. Trong khi đó lương của chồng cô đã chạm mốc 30 triệu. Vợ chồng mình đến với nhau cũng có thời gian yêu đương hơn một năm đấy chứ. Những chuyện khác anh ấy vẫn ổn. Riêng khoản tiền nong, lương lậu thì anh ấy coi thường mình ra mặt. Không chỉ thường xuyên mỉa mai, nói mát mình mà còn vô tình chi ly, tính toán với vợ. Chỉ sợ mình biển thủ tiền của anh ấy mang về cho nhà mẹ đẻ. Hòa kể. Những ngày sau đó mỗi sáng, Quân, chồng cô chỉ phát đúng 100 ngàn để cô đi chợ cả ngày, thậm chí yêu cầu Hòa phải bỏ thêm tiền ra để bữa cơm được tươm tất. Quân làm như vậy để Hòa vừa phải tự bỏ tiền ra, vừa không thể bòn rút của anh mang về nhà mẹ đẻ. Cũng vì tự ý thức bản thân kiếm tiền ít, chồng khó tính, nên Hòa quyết định bàn lùi chuyện sinh con để tập trung làm sự nghiệp trước. Trong hai năm đó, dù không chủ động tìm hiểu, nhưng Quân dần nhận ra những bữa cơm mình ăn có phần hơi sai sai. Quái, đưa cô trăm ngàn một ngày mà bữa ăn thịnh soạn như vậy. Chưa một lần Hòa đòi thêm tiền từ chồng, nhưng cô vẫn chăm sắm sửa đồ dùng trong gia đình chẳng cần quân phải móc ví Quân hỏi vợ, Hòa chỉ cười Em mới được tăng lương Tăng được mấy đồng lắm mà dạo ai? Quân khinh thường nghĩ thầm Cho tới một ngày Hòa đang tắm Thì điện thoại cô để bên ngoài réo vang Quân thấy vợ lưu tên trong danh bạ Boss yêu, tò mò bấm nghe Cô cố tình chậm chạp đợi bên kia nói trước Để anh thăm dò tình hình Thì tiếng phụ nữ sang sảng Từ đầu dây bên kia truyền lại Em ơi, chị thông báo cho em tin vui, hợp đồng bên kia thành công, tiền hoa hồng chị chuyển khoản cho em luôn, trước 200 triệu. Chưa để quân kịp phản ứng, chị ta vui vẻ cúp máy. Ngay tiếp đó anh nghe được tiếng tin nhắn, báo tài khoản vợ có 200 triệu thật. Quân choáng váng, để lại điện thoại của vợ, rồi lên giường đắp chăn, để tiêu hóa sự thật quá mức gây sốc mà mình vừa khám phá ra. Hoa hồng những 200 triệu một hợp đồng, Ngồi nghĩ lại, quân nhớ vợ mình là bất động sản, mà công nhận ngành đó kiếm tiền nhanh thật. Chỉ có điều quân xưa này chưa bao giờ cho rằng vợ mình giỏi giang nên không nghĩ đến thôi. Sau đó ít ngày, hòa nói với quân, mình mua chiếc ô tô tầm một tỷ làm phương tiện đi lại. Ngay xong, quân lảo đảo như muốn ngã. Bản thân anh đi làm xa nhiều năm chưa dám nghĩ tới mua xe, giờ vợ một mình có thể tự tậu xế hộp. Trong khi đó, chi dùng trong gia đình cô cũng đóng góp đáng kể. Anh không dám ho he gì cho đến ngày vợ tậu xe. nó thật, vợ giỏi ai cũng hãnh diện, nhưng vợ thăng tiến nhanh tới mức này, anh thực sự chóng hết mặt. Giờ nghĩ lại, mình mỗi sáng đi làm đưa cho vợ 100.000 bạc mà đỏ mặt vì hổ thẹn. Về phần hòa, cô không để bụng chuyện đó, coi đó như bài học cho quân. Phần nữa vì quân là người có trách nhiệm với gia đình. Sau khi biết lương vợ, quân càng đối xử tốt với cô vì muốn chuộc lỗi, còn dối dít gạ cô sinh con. Hòa thấy bản thân còn trẻ lại muốn tạo dựng điều kiện vững chắc nên cô đành khất chồng. Xin thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.